Năm 2023, Hội Nhà báo Hà Tĩnh đã chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên, cập nhật các chủ trương chính sách mới, định hướng hội viên làm tốt công tác tuyên truyền, thực hiện tốt công tác phối hợp trong quản lý báo chí, quản lý hội viên. Bên cạnh đó, hội cũng tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội. Chú trọng công tác đào tạo, tập huấn nghiệp vụ bồi dưỡng chuyên đề chuyên sâu, đôn đốc hội viên tham gia hiệu quả các giải báo chí do Trung ương, địa phương tổ chức. Năm 2024 hội nhà báo hà tĩnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý báo chí nâng cao đạo đức người làm báo gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh đồng thời chú trọng hoạt động đào tạo tập huấn tăng cường phối hợp tổ chức các giải báo chí tạo các sân chơi các diễn đàn nghiệp vụ cho các hội viên tham gia góp phần nâng cao hiệu quả của hoạt động báo chí trên địa bàn